Quê xin chào tất cả các bạn nhé. Anh em mình đang đun bếp các bạn. Hôm nay anh em mình làm có cái món gà nướng riêng các bạn. Đây là gà này. Nói chung là có cả thịt gà và thịt lợn nữa. Cái thịt gà này hôm nay mình đã chặt nhỏ. Chặt nhỏ thành miếng này ra các bạn, xong ướp riêng để nướng. Nó khác vị các bạn. Mà hôm cứ nướng bằng cả con luộc ăn mới lắm. Nướng cái này ăn cho nó khác các bạn. Nướng như kiểu thịt ấy. Hôm nay anh em mình có cả thịt lợn nướng nữa. Ăn thịt lợn. Ý, hấp dẫn chưa? Trên này là thịt lợn các bạn. Còn ở dưới là thịt gà, mình ăn thử miếng thịt lợn nha. Mời các bạn nha. Wow. Đây là miếng cái khớp gà đây các bạn nhé. Vâng. Ăn không? Mới còn nhé. Nè. Nè. Tôi ra bố cho miếng. Nè. Ra bố cho miếng đi. Nè. Ngon không? Ngon. Đây nha. Cái thịt vịt nướng này, cái còn các bạn. Thịt gà nướng nha. Nướng xong rồi là bây giờ nhà mình đang lên cơm các bạn nhé. Đấy, đây nha. Đây là gà nhé. Có cái thịt lợn nhé, đây là thịt lợn này. Ngon này. Ăn cái này nha các bác nha. Có trường không có trường. Kín hết rồi. Kín hơi đậm đặc. Con
gà nướng riềng. Nếu mà gà tỏ mà nướng hay mà hai trái nhé, mỗi một bà trái không biết chưa hết. Ăn đây. Ngon quá các bạn ạ. Chín hết. Rất vừa. Ngon này các bạn. Vẫn mềm lắm nhưng mà thơm. Ăn cái gà nướng riềng này thật ra ăn ngon các bạn, ngon hơn là nướng thịt còn. Nó ăn thế nào, không ăn nào. Nó kiểu cái gia vị nó ướp nó ngấm đều ấy, ăn ngon, riềng nó thơm. Và mình cũng xin kết thúc cái video này đây rồi. Các bạn xem video nếu thấy video hay các bạn hãy follow, like, subscribe và nhớ ấn chuông bên cạnh nha. Tôi xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video và những món ăn tiếp theo.